Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, mới đây Trung Quốc đã hạ thủy một tàu khu trục với lượng giãn nước trên 10.000 tấn thuộc lớp 055. Đây là một sự kiện rất lớn đối với không chỉ riêng Trung Quốc mà còn cả với tình hình quân sự ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Do vậy, trong bản tin hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một vài nét về con tàu mới này của Trung Quốc. Theo bài viết, đăng hôm 30 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Nước Nga phiên bản tiếng Trung Quốc, tàu khu trục 055 được trang bị vũ khí đa mục tiêu, trong đó các thông số và tính năng tương đương với tàu khu trục Aegis của Mỹ. Ngoài ra, nó còn có khả năng được trang bị các radar mảng pha mà hầu hết các tàu Aegis của Mỹ không có. Về vũ khí, tàu lớp 055 của Trung Quốc được trang bị tới 128 quả tên lửa phóng thẳng đứng, trong khi các tàu tương đương của Mỹ là lớp Alex Book chỉ có từ 90 đến 96 quả tên lửa lượng giãn nước đầy tải của tàu khu trục lớp 055 đạt 14.000 tấn, tương đương với tàu khu trục mới nhất của Mỹ là lớp Zumwalt, nhưng số lượng tên lửa thì nhiều hơn tàu của Mỹ. Nếu so sánh với tàu khu trục lớp 052D của Trung Quốc, số lượng tên lửa trên tàu 055 cũng tăng gấp đôi. Tàu khu trục 055 còn có thể đóng vai trò một tàu tuần dương tên lửa. Xét đến đặc điểm lượng giãn nước lớn của con tàu này, Hải quân Trung Quốc có thể từ khắp nơi trên toàn thế giới phát động tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của đối thủ. Nó cũng có thể mang các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và do đó có thể trở thành một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc. Tất nhiên để làm như vậy còn cần nghiên cứu và thử nghiệm thêm. Theo dự tính, tàu khu trục 055 chủ yếu sẽ hoạt động ở những vùng tương đối xa lãnh thổ Trung Quốc. Vì thế, số lượng những con tàu khu trục đắt tiền như thế này sẽ không thể quá nhiều. Từ việc tàu 055 vận dụng thành quả của nhiều cải tiến trong lĩnh vực điện tử, điều khiển và vũ khí chống ngầm, có thể đoán rằng sẽ còn một thời gian dài nữa để thử nghiệm và đào tạo thủy thủ đoàn nắm vững cách vận hành con tàu trước khi đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, sau khi chạy thử và sửa chữa những lỗi không thể tránh khỏi, Trung Quốc sẽ có một công cụ triển khai sức mạnh tầm xa hiệu quả. Lực lượng tàu mặt nước của Trung Quốc sẽ củng cố vị thế để ngồi vào địa vị lực lượng hải quân lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ vị chuyên gia Nga tiếp tục so sánh tàu 055 với các tàu của Nga và ông nói rằng Theo đặc điểm của tàu 055, có thể nói các tính năng của nó vượt xa các tàu tuần dương tên lửa của Nga hiện nay. Tuy nhiên hiện nay, các tàu chiến Nga có ưu thế rõ ràng nhất ở lĩnh vực tên lửa chống hạm. Nên biết rằng Trung Quốc hiện nay chưa có các hệ thống tên lửa chống hạm hạng nặng tương tự như P-700 Granit và Vulcan của Nga. Ngoài bài viết của chuyên gia Nga đài CNN của Mỹ đã trích dẫn thông tin từ quân đội Trung Quốc cho biết tàu khu trục lớp 055 sẽ có hơn 100 ống phóng tên lửa thẳng đứng với khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly từ 1.000 đến 2.000 km. Con số này là nhiều gấp đôi so với con số 64 tên lửa của các tàu khu trục 052. Người ta cũng nói rằng tàu lớp 055 có tính năng tàng hình nhờ mặt cắt phản xạ radar nhỏ cùng với độ ồn và bức xạ hồng ngoại bức xạ điện tử thấp. Tiếp đó, CNN cũng trích dẫn ý kiến của ông Lý Kiệt, nhà nghiên cứu của Trung Quốc, trong một bài viết trên trang web của quân đội Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay nói rằng: "Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp 055 mang tên lửa tầm trung và tầm xa, cùng với tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung, có thể cải thiện đáng kể khả năng phòng không. Nó cũng có khả năng chống ngầm mạnh mẽ, cho nên nó có nhiều khả năng để bảo vệ nhóm tàu sân bay hơn các tàu khu trục lớp 052 đang phục vụ hiện nay." Và CNN đánh giá rằng con tàu khu trục mới nhất này của Trung Quốc có thể so sánh được với các tàu khu trục mới nhất của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc mới đưa vào vùng biển châu Á và nó được xem như một thách thức đối với các đối thủ hải quân ở châu Á. Các bạn thân mến, con tàu của Trung Quốc chỉ mới vừa hạ thủy, từ nay đến khi nó đi vào phục vụ chính thức sẽ còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa vì còn phải chạy thử tàu và sau đó là lắp ráp vũ khí rồi thử nghiệm vũ khí. Sau khi được bàn giao cho hải quân lại còn cần một khoảng thời gian để luyện tập và hình thành các phương án hoạt động cũng như các chiến thuật cho phù hợp. Hiện nay, các thông tin về vũ khí trang bị của con tàu này còn khá ít ỏi, nhưng có thể rút ra hai điều chắc chắn. Một là con tàu mới này được trang bị số lượng tên lửa lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay. Con tàu có số lượng tên lửa mang được rất nhiều, cộng với trọng tải lớn giúp nó có phạm vi hoạt động rất xa. Cho nên chuyên gia Nga nói rằng nó có thể tấn công các đối thủ từ mọi nơi trên thế giới là điều không ngoa. Thứ hai là nó có thể đóng vai trò làm tàu phòng không cho cả nhóm tàu sân bay nhờ các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung mà nó mang. Cả hai điều này đều đi đến một chỗ là thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc đưa hải quân thành hải quân nước xanh. Tuy nhiên, một con tàu mặt nước dù lớn đến đâu trong chiến tranh hiện đại cũng không giữ vai trò quyết định như trong thời kỳ ngoại giao pháo hạm thế kỷ 19. Và quan trọng là công nghệ tên lửa chống hạm cũng đang phát triển không ngừng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại